Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tony Phùng. Nhớ câu chào này ngày xưa của mình không? Rồi ok, hôm nay chúng ta sẽ bàn về những thứ mà chỉ có Apple mới làm được. Đương nhiên, mình sẽ còn những content về việc những thứ mà chỉ có Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo làm được. Và nếu như các bạn thích những thông tin mình mang đến trong video ngày hôm nay thì đừng tiếc để lại một like và một nút share, để nếu như ai cũng đang quan tâm về những thiết bị của nhà Apple thì có thể hiểu rõ hơn về những thứ mà thực sự nó tạo nên một điều gì đấy, phải dùng một từ đấy là khác biệt so sánh với phần còn lại của thế giới công nghệ. Mình dùng từ cái phần còn lại của thế giới công nghệ luôn đấy các bạn, bởi vì chúng ta có một cái khái niệm rất là rộng trong cái mảng này, khi mà rất nhiều sản phẩm Apple đã làm ra nó len lỏi đến từng ngóc ngách trong cái nhu cầu cuộc sống và cái nhu cầu làm việc hàng ngày của mọi người. Vậy thì những thứ gì mà chỉ Apple làm được? Hãy bắt đầu kỹ hơn nha. Đầu tiên, đó là chỉ Apple mới làm ra được những chiếc điện thoại mà mình phải dùng một từ đấy là siêu ảo. Ảo đến mức độ mà sau tầm khoảng 4-5 năm, thậm chí là 5-6 năm, nó vẫn phục vụ một cách cực kỳ mượt mà trơn tru trong những cái tác vụ bình thường hàng ngày của mọi người. Bây giờ có rất nhiều người vẫn còn đang sử dụng những chiếc iPhone 6S, những chiếc iPhone 7, 7 Plus để mà lướt Facebook, TikTok, YouTube hàng ngày luôn các bạn. Đúng rồi đấy, iPhone 6S là từ năm 2015 đến bây giờ là nó 7 năm tuổi rồi. Bố vợ mình vẫn đang sử dụng nó hàng ngày để mà nghe gọi, check mail. Mới đổi lên cho iPhone 11 rồi nhưng vẫn thích sử dụng con iPhone 6S, bởi vì nó nhỏ, nó gọn và nó có cái nút home dễ dùng. Cháy không? Hay với rất nhiều người vẫn còn đang hàng ngày sử dụng những chiếc iPhone 11. Nó cũng đã tới bao nhiêu? 4 năm trời, 5 năm trời rồi. Và những cái tác vụ bình thường hàng ngày nó vẫn cứ là trơn tru, nó vẫn cứ là mượt mà. Có chăng sau một khoảng thời gian dài pin nó bị chai, hiệu năng nó bị kém đi, thay pin thì nó cũng sẽ giải quyết một phần khá lớn về cái mặt hiệu năng khi chúng ta sử dụng hàng ngày. Tại vì các bạn cũng biết là pin mà xuống dưới 80% thì nó sẽ bị bóp hiệu năng, thay pin thì một cái là xong. Và rõ ràng là nếu như so sánh với những chiếc điện thoại, kể cả là flagship Android, bây giờ nhìn vào những cái mẫu mã sản phẩm cách đây tầm 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7 năm thì rất hiếm có những chiếc điện thoại, thật ra là vẫn có nha, nhưng mà rất hiếm có những sản phẩm có cái độ mượt và cái trải nghiệm cơ bản tốt được giống như những chiếc iPhone. Và rõ ràng đấy là cái thứ mà Apple làm quá tốt trên những chiếc điện thoại của họ. Ok, và nhờ cái việc đó là vòng đời cũng như là cái trải nghiệm sử dụng của những chiếc điện thoại đến từ nhà Apple nó được rất lâu, thế nên chúng ta nhìn nhận vào một cái vấn đề thực tế, đó là chỉ có duy nhất cái thị trường máy cũ là iPhone nó mới thực sự là sôi động ở những cái mã máy thực sự là cực kỳ cũ trước đây mà thôi. Bây giờ nếu như các bạn muốn tìm mua những con máy Samsung cách đây tầm khoảng 5-6 năm hơi khó, nhưng nếu các bạn muốn mua một chiếc iPhone 7 Plus, một chiếc iPhone 6S, 6S Plus, các bạn tìm mua một cách cực kỳ là dễ dàng. Đồng ý. Hay nếu như bây giờ các bạn tìm mua những con máy iPhone cách đây tầm khoảng 3-4 năm ấy, thì cỡ kiểu iPhone 11, iPhone 10S, 10S Max các thứ, các bạn ra OnePlus Mobile ấy, đầy. Nhưng mà nếu như các bạn tìm mua những cái mẫu máy Android, những mẫu máy Samsung, Oppo các thứ mà cách đây tầm 3-4 năm, không phải là chuyện dễ đâu các bạn. Và thậm chí cũng cực kỳ ít những cái cửa hàng nhập về những cái mẫu mã đó để bán cho các bạn. Và điều này nghĩa là gì? Nghĩa là để nói về thị trường máy cũ thì cũng chỉ có Apple tạo nên được một cái sự sôi động, bởi vì cái nhu cầu của người dùng là rất cao, cũng như là họ mua những cái mẫu máy cách đây đâu đó tầm khoảng 3-4 năm thì họ vẫn có thể tự tin sử dụng thêm tầm khoảng 1-2 năm, thậm chí 2-3 năm nữa. Và đấy chính là cái thứ mà thực sự là Apple tạo nên một cái giá trị, cho dù là cái máy mới họ bán ra liên tục nhưng mà cái thị trường máy cũ đã vài năm tuổi nó vẫn thực sự là cực kỳ phổ biến luôn. Ok, yếu tố thứ ba, hệ sinh thái. Để nói cho đúng ra thì hệ sinh thái nó có rất nhiều những cái hãng cũng có thể làm được. Samsung có ecosystem, Samsung ecosystem với các bạn. Huawei cũng có rất nhiều những cái sản phẩm cho hệ sinh thái, từ laptop, từ máy tính bảng, điện thoại, rồi thiết bị thông minh các thứ. Rồi Xiaomi cũng có Mi Home, rất nhiều. Bây giờ thì ngay cả đến Oppo cũng bắt đầu làm, Vivo cũng làm hết. Nhưng cái nhưng này mới là cái quan trọng. Những hãng kia cho dù họ làm laptop, cho dù họ làm tablet, thì cái sự đồng bộ trong những cái vấn đề liên quan đến tính năng, trải nghiệm hệ điều hành ấy, nó không thể nào nó bằng được so với việc các bạn sử dụng full một hệ sinh thái Apple Ecosystem. Bởi vì macOS do Apple tự làm, iPadOS Apple tự làm, iOS Apple tự làm, thậm chí là những cái hệ điều hành trên những cái thiết bị như là Apple TV này đấy, rồi là những cái sản phẩm nhỏ lặt vặt như là Apple Watch này, AirPods này, thậm chí là ngay cả cái loa là HomePod các thứ,
tất cả mọi thứ đều là Apple làm từ A cho đến Z. Điều này đồng nghĩa là khi mà có một sự đồng bộ các thứ lại với nhau thì cái trải nghiệm của nó thực sự là cực kỳ tuyệt vời. Các bạn có thể tìm thấy được những cái trải nghiệm như thế. Ví dụ mình lấy một cái, đấy là copy từ iPhone chuyển sang cho iPad, chuyển sang cho macOS, copy text, copy hình ảnh, copy bất cứ một thứ gì các bạn muốn, các bạn paste sang những thiết bị kia, thì các bạn cũng có thể tìm được những cái trải nghiệm đó trên những cái thiết bị, ví dụ như là laptop chạy Windows với những thiết bị máy điện thoại chạy Android. Nhưng nó không thể nào nó mượt mà, trơn tru và nó dễ dàng trong quá trình các bạn sử dụng như cái việc các bạn sử dụng Apple Ecosystem. Đấy là cái thứ mà rõ ràng các bạn có thể nhìn nhận ra ngay và luôn. Hay thậm chí một trong những cái mình có thể nói là một tai là cân hết, đó là ví dụ việc các bạn sử dụng một cái tai nghe AirPod, các bạn có thể kết nối được đến với điện thoại, đến với cả tablet của Apple là iPad đấy. Mình gọi rõ rõ ra để mà mình không muốn dùng từ iPad cho các bạn dễ hiểu lầm. Rồi bây giờ đến cả MacBook này, thậm chí đến cả Apple TV này, đến cả Apple Watch này, mà các bạn không nhất thiết phải pairing nhiều lần, kết nối một lần vào bất cứ một thiết bị trong hệ sinh thái đó, vậy là xong. Nó tiện không? Nó đơn giản không? Quá hay luôn. Đấy, nhưng cái chỉ gọi là nhỏ nhỏ như thế thôi, nó bổ sung cái trải nghiệm trong hệ sinh thái thực sự rất là tuyệt vời, và nó link lại hết với nhau, và nó rõ ràng nó có cả trên máy tính là macOS. Thế nên nó phục vụ cho cái nhu cầu làm việc của mọi người một cách cực kỳ là rõ rệt, chứ nó không giống như kiểu cứ bị thiếu thiếu cái này thiếu thiếu cái kia giống như hệ sinh thái của những sản phẩm còn lại. Samsung thì không dám bán máy tính ở Việt Nam nên mình cũng chưa thể nào trải nghiệm được full đầy đủ cái hệ sinh thái của Samsung Ecosystem. Còn Huawei thì các bạn cũng hiểu rồi, còn Xiaomi thì nó vẫn thiếu thốn nhiều thứ lắm. Đấy, các bạn thấy Apple đỉnh ở khoản này chưa? Cái thứ tư đó là khả năng giữ giá nhưng là của những thiết bị cũ đã qua sử dụng. Đương nhiên nếu chúng ta xét về yếu tố máy mới thì sau một năm thì những chiếc iPhone cũng sẽ sụt giảm đi một khoản tiền khá. Và nếu so sánh về cái số tiền các bạn bị mất đi thì nó cũng tương đương với những thiết bị Android thôi, những mẫu flagship Android các thứ thôi, thậm chí có khi nó còn mất nhiều hơn tại vì giá trị ban đầu của nó lớn hơn mà. Nhiều người thì cứ tính theo cái tỷ lệ phần trăm các kiểu như vậy thì ok, mỗi người có một cách tính khác nhau và mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà nói nôm na thì nó vẫn mất số tiền gọi là tương tự là như vậy. Bỏ nhiều tiền thì mất nhiều tiền, bỏ ít tiền thì mất ít tiền hơn, thế thôi. Nhưng khi mà các bạn nhìn vào cái thị trường đồ cũ đấy qua sử dụng thì các bạn sẽ thấy một điều, đấy là cái khả năng giữ giá của những thiết bị đến từ nhà Apple nó quá đỉnh luôn. Mua một cái MacBook cũ các bạn dùng chán chê sau 5 trời, thậm chí là 2 năm trời, có khi các bạn chỉ mất vài triệu. Mua một cái iPhone cũ sau khoảng 2 năm đấy, ví dụ bây giờ các bạn mua con iPhone 11 đi, 12 hay là 11 Pro Max đi, bây giờ giá nó tại OneWay đang vào khoảng tầm 11 triệu. Các bạn dùng 1-2 năm nữa, có khi nó vẫn còn cỡ khoảng tầm 8-9 triệu. Tức là mỗi năm nó chỉ mất có một chút xíu thôi. Và đấy là cái điều gần như là không tưởng nếu so sánh với những thiết bị chạy Android. Bởi vì nếu như các bạn mua một cái thiết bị Android sau khoảng 2 năm đấy, rồi các bạn dùng thêm 2 năm nữa là 4 năm, thì đôi khi vòng đời của sản phẩm đó đã hết, ngừng cập nhật những cái hệ điều hành mới, và lúc này bán sẽ bị mất giá đi rất là nhiều. Trong khi đó với iPhone thì khác. Đó, mình đang nói mặt bằng chung thôi nhé các bạn nhé, chứ các bạn lại mang vào đây một vài những sản phẩm đặc biệt, ví dụ mấy cái sản phẩm của Huawei hay là một vài những dòng Galaxy Note của Samsung, thì nói chung là cũng sẽ có sản phẩm này sản phẩm khác nó khác biệt nhau. Nhưng mà rõ ràng mặt bằng chung thì những chiếc iPhone, iPad hay đặc biệt là MacBook, khi mà các bạn mua cũ nó còn sử dụng thì khả năng giữ giá của nó cực kỳ tốt luôn. Thế mới ghê, và rõ ràng cũng chỉ có Apple làm được cái điều này tại Việt Nam mà thôi. Và cái cuối cùng, cái này thì thực sự là mình bất ngờ, đó là chỉ có duy nhất Apple là cái hãng mình dùng một cái từ, đấy là không cần biết cái sản phẩm nó như thế nào, miễn sao nó là một chiếc iPhone mới, nó là một chiếc AirPods mới, nó là một chiếc iPad mới, một chiếc MacBook mới, hay là bất cứ một sản phẩm nào mới của Apple thì nó đều có thể bán được tại Việt Nam. Thế mới kinh chứ. Ví dụ như iPhone 14 Pro Max, các bạn thấy nó cháy hàng như nào rồi, các bạn hiểu đúng không? Ví dụ như sản phẩm như là MacBook Pro 14 inch, 16 inch, Mac Studio, các thứ iMac M1 các kiểu, các bạn thấy sức bán như nào tại Việt Nam rồi đúng không? Hay ngay cả như là AirPods Pro 2, nó chả khác gì nhiều so sánh với AirPods Pro đời đầu cả. Cải thiện hơn một chút xíu về mặt chất âm, một chút xíu về mặt chống ồn, giống hệt, các bạn thấy sức bán nó như thế nào rồi đúng không? Hay là AirPods 3 cũng thế, hay thậm chí là iPad Pro M2, nó không khác gì so sánh với iPad Pro M1, trải nghiệm thậm chí nó là tương đương. Mà các bạn thấy sức bán của nó tại Việt Nam như nào cho cả phiên bản 11 inch và phiên bản 12.9 inch rồi đúng không? Đương nhiên những sản phẩm chính hãng thì mình không nói làm gì, còn các bạn nhìn vào thị trường sách tay, thị trường máy cũ các thứ đi, các bạn sẽ thấy một điều kinh khủng là những sản phẩm của Apple tại Việt Nam được săn đón như thế nào. Và mình nói thật, chỉ có Apple mới làm được những điều như vậy mà thôi. Chứ còn nếu như với những sản phẩm đến từ Samsung, Oppo các thứ, mình nói thật với các bạn, ok, người mua thì vẫn sẽ có, nhưng mà không bao giờ có chuyện số lượng được nhiều như Apple đâu.
hay là các bạn nhìn luôn vào cái thị trường máy xách tay của iPhone đi. Trước khi iPhone 14 series về Việt Nam chính hãng, chúng ta sẽ có hàng xách tay. Và thậm chí hàng xách tay lúc đó giá nó còn cao hơn hẳn, cao hơn rất nhiều so sánh với iPhone 14 series chính hãng. Vẫn có người mua. iPhone 14 Pro Max chính hãng đã bán ra nhưng không có đủ hàng để giao. Giá chính hãng bị đẩy lên trên cao, giá xách tay cũng đẩy lên theo. Vẫn có người mua. iPhone 14 Pro Max 256GB màu tím, giá niêm yết là khoảng 37 triệu hay là 38 triệu gì đó mình không nhớ. Nhưng mà vào cái thời điểm 20 tháng 10 á, nó được đẩy lên hơn 40 triệu, vẫn có người mua. Ảo, thật sự luôn. Đấy, chỉ có Apple làm được những điều như vậy thôi. Chứ còn nhìn sang Samsung đi, Galaxy Z Fold 4 giá niêm yết 40 triệu, bây giờ các bạn có thể mua nó với mức giá rất là tốt, khoảng 35-36 triệu. Sun sale nó còn tốt hơn. Nhìn vào những chiếc điện thoại đến từ nhà Oppo, Vivo, Xiaomi không giảm giá, chắc không có ai mua. Nhưng nhìn sang iPhone, nó lại là câu chuyện khác. Vậy, các bạn nghĩ sao? Video này mình chỉ ra, chỉ mang tính chất đấy là chia sẻ về góc nhìn và chia sẻ một chút về những thứ mà Apple đã làm được, gây dựng được trong xuyên suốt thời gian vừa qua. Đó là giá trị về mặt thương hiệu, giá trị về mặt trải nghiệm và thực sự là những sản phẩm của họ cực kỳ tốt. Thế nên họ mới chiếm được cái lòng tin của người dùng sau một khoảng thời gian dài như thế. Đương nhiên những sản phẩm iPhone của Apple vẫn sẽ có những cái điểm yếu của nó. Ví dụ như là thiết kế không thay đổi theo thời gian này, những chiếc iPhone cũ như thế này thì bây giờ nó thiếu quá nhiều công nghệ so sánh với những sản phẩm cùng tầm tiền này các bạn có thể mua tại Việt Nam. Nhưng rõ ràng về những cái giá trị liên quan đến sản phẩm, hệ điều hành, hệ sinh thái thì nó vẫn là những cái điểm cộng để những ai thích thì có thể tham khảo và tự tin mua và trải nghiệm. Và các bạn thấy sao về những sản phẩm đến từ nhà Apple, đặc biệt là giá lại còn cực kỳ tốt tại Huawei? Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.